kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe hatchback nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé, ở cái phiên bản van. Đó chính là chiếc xe Kia Morning Van. Đấy, một chiếc xe cũng đã rất là bền bỉ các bạn ạ, và đi cũng rất là thích, và lại giá thành thì cũng rẻ các bạn ạ. Một chiếc xe Kia Morning Van, chiếc xe được sản xuất năm 2015, nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội các bạn nhé. Đấy, biển số 29D06811. Màu trắng. Và chiếc xe này thì cũng đã được độ lên rất là nhiều đồ rồi. Vì nguyên bản của những chiếc xe Morning Van thì option nó không có cái gì cả các bạn ạ. Đến la răng còn là la răng sắt cơ. Đấy, thì chiếc xe này cũng đã được độ lên là la răng đúc rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe Kia Morning Van sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Màu trắng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, nhìn về cái phần đèn pha các bạn thấy đấy ạ, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn về cái phần ba rờ sốc trước, không có bị đâm đụng, cũng không có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Tất cả còn rất đẹp, còn rất là mới. Những chiếc xe đến từ đất nước Hàn Quốc nhập khẩu nguyên chiếc này, đi rất là bền và lại giữ giá quý bạn nhé. Thì chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 205 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning Van 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem, là 0905 608 883, để thì chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi, số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Toàn bộ từ keo chỉ còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa nguyên bản này, vô lăng còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được độ start top rồi này, tức là khóa thông minh, đè nổ này, màn hình, camera lùi đầy đủ hết luôn các bạn ạ. Option của chiếc xe này thì cũng đã lắp hết rồi. Nội thất ghế da, nguyên bản của những chiếc xe Kia Morning Van thì không được trang bị nhiều option đâu. Nội thất ghế nỉ, la răng sắt, khóa chìa là khóa cơ. Đấy, thì chiếc xe này thì cũng đã được trang bị đầy đủ hết rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, sản xuất tại Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Với chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về, cũng chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn ạ. Còn nguyên chủ xe người ta đang đi, người ta đang sử dụng như thế nào thì tôi mua về là nó còn nguyên như vậy, chưa có dọn dẹp gì, chưa có rửa ráy gì đâu các bạn ạ. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên lái các bạn nhé. Toàn bộ từ keo chỉ táp bi còn nguyên bản này. Và hàng ghế sau cũng đã được lắp ghế da rồi các bạn ạ. Đấy, đã độ ghế da, bỏ vách ngăn đi rồi các bạn nhé. Một chiếc xe Kia Morning phiên bản van số tự động rất là đẹp. Giá chỉ 205 triệu đồng thôi quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn đang có thể bớt cho quý vị các bạn. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy đến xem xe, ưng xe thì chúng tôi sẽ bàn về cái việc giá cả của bạn nhé. Đấy, về cái khoang sau này thì nó vẫn còn đang hơi bẩn một chút, là do chúng tôi vừa mới mua về, chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp, chưa có rửa gì đâu các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết này. Cái ghế sau có thể gập lại được quý vị các bạn nhé. Keo chỉ ốc cốp sau còn nguyên bản này, đây là cái ốc cốp sau, chưa có vết tháo các bạn nhé, còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Một chiếc xe được sản xuất năm 2015, tính ra là cũng đã 9 năm sử dụng các bạn ạ, gần được 9 năm sử dụng rồi, mà còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đi tìm những chiếc xe Kia Morning Van, đặc biệt là những chiếc xe nhập khẩu này, đi thì rất là bền, cho nên là nó cũng không có nhiều trên thị trường lắm đâu các bạn ạ. Đây là cái phần đằng sau thì chỉ có phụ tùng đồ nghề. Những chiếc xe van này thì không được trang bị lốp sơ cua quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên là đằng sau này nó hơi bẩn một chút. Rất là đẹp rồi, toàn bộ về ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi
mở cái nắp capo này lên để xem về cái phần động cơ của chiếc xe này. Đấy, động cơ thì chúng tôi cũng chưa có dọn rửa gì đâu, còn nguyên bản này. Đấy, cơ bản là tất cả các ốc này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra. Động cơ nguyên bản, chúng tôi có thể cam kết là động cơ nguyên bản không ngập nước, không va chạm gì cả này. Ốc cabo cũng còn nguyên bản này. Toàn bộ từ ốc cabo, keo chỉ cabo là còn nguyên bản hết. Đấy, chưa có vết đâm đụng, chưa có vết va chạm, chưa có vết làm lại đâu các bạn nhé. Keo chỉ này là còn nguyên này. Tem của cabo là còn nguyên này. Đấy, ốc cabo đây các bạn này. Chưa có một vết tháo các bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là đẹp, hoàn hảo. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Chúng tôi bán với giá là 205 triệu đồng các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning Van 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.